thi xe đạp của anh chị là 300 mà. Xe này mình nghĩ sao muốn 300 vậy trời. Ủa lúc đầu chị muốn bây giờ đúng rồi anh. Sao? Ủa anh nói sao đâu làm tiền quá vậy, sao nó lại chứ cười anh quá anh. Anh muốn xe rồi anh chở chị đi cua chị đi từ ngoài Hà Nội vô tới Huế vô tới Sài Gòn anh đi hết Việt Nam luôn. Mà anh tính có 300 ngàn quá rẻ mà sao bị anh kỳ kèo vô mới cười anh quá. Nè tiền cãi nhau giữa nơi công cộng là 300 ngàn. Tại sao nơi công cộng mà lại cãi nhau như vậy hả? Tại đang đòi tiền. Đang đòi tiền. Đòi tiền gì? Đòi một cách nhã nhặn được không? Anh vừa đòi tiền là anh ơi. Đó dễ thương nè đó. Anh có tiền không? Không. Bên cạnh thì có người yêu không? Còn bên đây hai người đòi nợ. Đều đúng rồi. Bây giờ chúng ta muốn có tiền không? Dạ muốn. Muốn có tiền thì hãy cùng đến với chương trình Ứng Bla ra chữ gì? Tụi em là những nhân viên đến từ công ty chuyên cung cấp vốn từ thiện dành cho những mảnh đời khó khăn. Dạ, cho nên là mời bốn anh chị đến với nhà tụi em một lần để chúng ta lấy tiền về. Anh chị có chịu không ạ? Chịu. Thôi chịu liền chị. Sao anh nổi này nó dễ dãi mà chị. Em có tiền là em chịu liền rồi. Để em suy nghĩ. Không, em không có muốn ngồi xe đạp nữa. Để anh suy nghĩ. À thôi khỏi đi. Ok, ok. Mình phải vậy không? Phải chỉ cho mặt người ta ok. Vậy đi, còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng về nhà. Và ngôi nhà của chúng ta là Ứng Bla là ra chữ gì? Xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Ứng Bla là ra chữ gì? Trước hết thì chúng ta phải đặt tên đội. Bên em quyết định là sẽ nhường cho đội bên kia nghĩ ra một cái tên trước ạ. Cái tên này giống như là những gì mà muốn nói với đội bên cạnh. Đội của mình sẽ có tên là Liêu Liêu Liêu. Ủa sao vậy? Một tràng pháo tay cho Liêu Liêu Liêu. Liêu Liêu Liêu. Liêu Liêu Liêu. Đội còn lại chúng ta sẽ đặt tên là gì nhỉ? Khoái quá đi. Khoái quá đi. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại vùng 1 của chương trình được mang tên Thử Thách. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với những diễn biến đầu tiên ở vòng 1. Nhưng trước hết chúng ta phải biết luật chơi cho đã. Xin mời. Vòng 1 tên Thử Thách. Từng người chơi sẽ trả lời 4 câu hỏi bằng cách chọn một chủ đề và suy nghĩ 24 ký tự. Suy nghĩ và trả lời mỗi ô chữ là 60 giây với 6 khẩu hiệu hết hết. Nơi nào không nằm trên cao nhưng ông hô sẽ bắt đầu tính thời gian. Khi người chơi có câu trả lời phải nói dừng, câu trả lời phải kết thúc khẩu hiệu. Trả lời đúng số giây trên đồng hồ sẽ mấy điểm số điểm. Lên đây đi nghỉ. Chưa có biết mình lên cái gì. Lên lên lên. Rồi tổng số điểm đội nào cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng vòng 1 là 3 triệu đồng. Luật chơi của chúng ta đã rõ rồi, vậy thì bây giờ ai sẽ là người xung phong lên chơi trước? Theo ý kiến của Nghị là Nghị muốn mời Khương lên chơi trước. Trời ơi. Ok, mời thôi. Không đồng ý. Quảnh được xì. Thắng được quyền lựa chọn. Quyết định. Ok. 2, 3. Em thắng, chị thi trước đi. Yeah. Và xin mời chị Bích Trâm. Chúng ta hãy xem chủ đề ngày hôm nay là gì. Xin mời. Xin mời. Truyền thống. Hiện đại. Đời sống. Và thiên nhiên. Chị chọn truyền thống. Truyền thống. Và bây giờ chúng ta là vòng 1 lượt chơi đầu tiên của diễn viên Bích Trâm. Bắt đầu. Ứng Bla là ô chữ đầu tiên có 14 ký tự. Cụm từ thể hiện nhiều thế hệ cùng sinh sống chung với một mái nhà. Hết. Cụm từ luôn hả? Dạ cụm từ. Từ. Ủa? Thể hiện nhiều thế hệ cùng sinh sống chung với một mái nhà. Nghĩ ơi lên đây đi Nghĩ. Mà chưa có biết mình lên cái gì. Trời. Trời ơi. 4 thế hệ sống chung trong một căn nhà. Không ra chữ gì luôn. Tự do. Tự do dân. Nó ra gì kỳ vậy? Chị Tâm ơi, 4 thế hệ. Từ đầu tiên là gì? Không được, chị đoán không ra. Không được luôn. Chị chưa suy nghĩ mà chị không được. Không được luôn. Dừng không? Hết thời gian rồi. Thời gian rồi. Không có đáp án. Thôi chàng trai đứng không đây. Mặt rất căng. Các bạn có biết đáp án không ạ? Dạ không, tụi em đang suy nghĩ nhưng tụi em chưa ra chị. Suy nghĩ cũng không ra. Thì các bạn thấy dạ ơi, cụm từ đó chính là... Tứ đại đồng đường. Và tứ đại đồng đường có phải
phải là một đáp án chính xác mà khán giả mang đến hay không? Xin mời. Tứ đại đồng đường, có nghĩa là bốn thế hệ. Mình là đầu tiên, cái đó gọi là mình rút kinh nghiệm với chị. Em nghĩ là câu thứ hai sẽ là câu đơn giản hơn một chút. Ô chữ thứ hai có 24 ký tự. Đây là một câu tục ngữ. Tục ngữ. Câu tục ngữ nên hơi dài thôi nhưng sẽ quen tai. Câu tục ngữ có ý nghĩa kiên trì, cố gắng thì mới thành công. Hết. Những câu tục ngữ nào mang ý nghĩa này, chị đọc thật nhiều đáp án ra nào. Có công ngoài sắt có ngày dân. Câu đáp án là có công ngoài sắt có ngày nên kim. Trời ơi, chị Trâm ơi. Chị Trâm ơi, chị bình tĩnh, chúng ta sẽ đến với đáp án. Trời ơi, thấy chưa? Số điểm đầu tiên là 43 điểm. Câu hỏi số 3. Trong chủ đề truyền thống, ô chữ có 12 ký tự. Nét cười đen nhánh sau tay áo. Câu trên phản ánh phong tục nào của người Việt thời trước? Hết. Nét cười đen nhánh sau tay áo. Nét cười đen nhánh sau tay áo là sao ta? Buông ra cái cười cái đen nhánh mở ra mình cười cái đường thường cái kiểu đen cười phối sắc đó hả? Không không, cười đen nhánh đó chị. Cười trả lời đi chị. À rồi, đó là phong tục nào? Dừng không, hết giờ rồi. Không được hả? Không, không được nói. Anh nhai cái gì đây? Đó, nhuộm răng đen. Dừng. Đưa ra đáp án là nhuộm răng đen. Chết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án. Xin mời. Chính xác. Và đáp án chính xác đã mang về cho đội của chúng ta tiếp tục 5 điểm. Ủa sao ít vậy? Dạ, dạ thời gian gần hết rồi đó chị. Trời ơi, có 5 điểm. Đúng mà là ô chữ thứ tư có 10 ký tự. Điền vào chỗ trống câu ca dao sau. Có con mà gả chồng gần. Có chấm 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 nó cũng đem cho. Hết. Có con mà gả chồng gần, gần. Có chấm 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 chết. Nó cũng đem cho. Nó cũng đem cho. Cho cái gì trời? Có con mà gả chồng. Anh ơi, anh uống cái gì vậy? Anh qua đây coi. Nè, cái chữ chưa thấy đâu. Anh múc cái gì dưới nước vậy? Bác C A N H. Còn chữ nữa cưng. Nó nhai mà, người ta nhai mà. Cái tên nó là cái gì? Mát canh. Dân. Sáu. Rồi dừng rồi, 6 giây. Đáp án của mình là mát canh cần. Chị chốt. Vậy có suy nghĩ có phải đúng như vậy không ạ? Đúng rồi, tại vì canh cần nó sẽ vần với lại cái câu trên. Có con mà gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng đem cho. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án. Xin mời. Bát canh cần. Và với bát canh cần là đáp án của người ý cuối cùng. Chị nhận thêm cho mình 6 điểm. Và tổng cộng trong vòng này chị nhận về cho đội của mình 54 điểm. Em thấy đồng đội này hay á, chị đoán ra chữ chứ đồng đội nãy giờ đứng cái bên đó sai hết trơn. Em sợ là đồng đội đoán được. Hồi nãy cái đoán đó là Nguyên trả lời là bát canh bần. Bởi vì hồi nãy chị đâu có chọn bên đây đâu, chị nhất định chị chọn xuống này. Em lo đội đồng đội em quá. Ồ, tại sao vậy? Tại sao lại chưa chơi mà lên không có tôi như vậy hả? Anh tin nè, bên kia cũng không xem trọng Lê Nhân, đồng đội cũng không xem trọng. Thì bây giờ mình thử thể hiện xem nào. Mời Lê Nhân bước lên vị trí. Lên luôn đi nhau. Anh xem trọng em. Tôi giới thiệu em nha. Giới thiệu em nha. Và chúng ta còn lại là 3 chủ đề. Xin mời Lê Nhân. Dạ, em xin chọn thiên nhiên. Thiên nhiên. Đúng là vòng 1 lượt chơi thứ 2 của Lê Nhân bắt đầu. Ấn tay là câu chữ này có 18 ký tự. Người ta thường gọi thị trấn Sapa, Lào Cai là gì? Hết. Cho em hỏi là trả lời sai được trả lời lại không? Em, khi nào em chốt? Khi nào chốt thì đó là đáp án cuối cùng. Dừng với chốt đó em. Biệt danh tuyết phủ văn mờ. Không ra chữ rất là khó luôn á. Dừng 30 giây tôi hướng tới 30 điểm. Và đáp án của em là thành phố trong sương. Chốt. Thành phố trong sương. Lê Nhân có bao giờ đến Sapa, Lào Cai chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng mà đến đó thì có sương không? Hồi nãy em nói là thành phố sương mờ nhưng mà cái ký tự vị trí thì không đúng. Đây có phải là một đáp án đúng hay không? Sao hả?
Em tình nhân, tại vì thành phố sương mù thì sẽ là Đà Lạt. Còn bây giờ Sapa em chưa đi, nhưng mà em thấy là khớp với đáp án anh nghĩ là Nhân đúng. Nhân sao chỉ vậy hoài vậy Nhân? Em tại kiểu dằn mặt á, tin tôi chưa, tin tôi chưa. Đáp án chính xác. Thành phố sông sương. Câu thứ hai nè, có 10 ký tự tên một thắng cảnh độc đáo ở Phú Yên. Hết. Xin nghĩ nếu biết có thể lên gợi ý cho đối thủ. Dân. Ở thằng đáp án của em là gần đá đĩa chốt. Nhưng có đi đến đó bao giờ chưa? Dạ chưa. Sao Nhân lại biết? Vậy xem là học sinh giỏi địa lý. Wow. Vậy thì chọn chủ đề thiên nhiên. Ở đây người ta học giỏi không à? Văn với địa lý đồ sử sinh nào giỏi không? Và của bạn đến Phú Yên rồi. Và có một nơi gọi là gành đá đĩa. Đây là một bãi đá sát bờ biển với rất là nhiều các mỏm đá đều nhau và màu đen. Một giác màu đen sắp 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 lên nhau. Và đây là một trong những gành đá đẹp nhất mà được cả thế giới công nhận. Không biết có đúng hay không nhé. Xin mời các bạn. Gành đá đĩa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Ô chữ này có 14 ký tự. Địa danh nào vừa được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu? Hết. Vừa được đây thôi. Vừa đây. Được năm 2018 này thôi, mới đây. Đây là địa danh của Việt Nam. Dạ. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử rất rộng lớn. Nơi đây có hang Bắc Bó, có suối Lenin. Thời gian rồi. Lê Lê ơi, mình có biết cái đáp án này không ạ? À? Thua. À? Xin mời các bạn. Câu thứ tư có nội dung như sau. Ô chữ thứ tư có 12 ký tự. Nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của Đà Nẵng. Hết. Lá phổi xanh của Đà Nẵng. Nếu chúng ta đi Đà Nẵng nhiều. Cầu Hàm Rồng. Trời. Không phải không? Không phải thôi. Rất lớn, rất rộng. Đồng đội của Lê Nhân vẫn án binh bất động. Ra hai được bốn từ, còn cái này nhiều dữ vậy? Cái gì vậy? Kệ người ta đi. Kệ người ta, đã có diễn cái tả gì? Đi, biết thì diễn tả nè cái... À nơi đây, ở đây. Ở đây là nơi có chùa Linh Đứng nè. Bán đảo Sơn Trà. Dừng. Rồi, dừng diễn luôn. Các bạn, bán đảo Sơn Trà chốt ạ. Một sự sáng suốt, quyết đoán và không nghe theo đồng đội. Ủa vậy chị, mà em đi Đà Nẵng nhiều lắm. Em là người cho Nhân đúng đó. Lẹ bán đảo Sơn Trà có mang lại cho đội của Lê Nhân và Duy Khương 22 điểm không? Xin mời. Với lượt chơi của Lê Nhân ở chủ đề thiên nhiên, bạn đã mang về cho đội mình 107 điểm.